Mến chào quý anh chị cô chú. Thì hôm nay em lại tiếp tục review cho quý anh chị cô chú xem một cái thửa đất vườn ha, nằm trên cái mặt tiền đường này. Thì địa chỉ ở đây là thuộc xã Bình Giã, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, giáp ranh với xã Quảng Thành ha quý anh chị. Thì thửa đất ngày hôm nay của mình á, nó có diện tích là hơn 500m² một xíu thôi. Và đất của mình là phủ hồng nên quý anh chị cô chú mình có thể lên thổ cư trực tiếp từ cái thửa đất này ha. Thì ở xã Quảng Thành á quý anh chị, thì cũng rất là nhiều dịch vụ tiện ích cho mình ha, chợ, trường học, bách hóa xanh, điện máy xanh, thế giới di động, rồi các hoạt động tôn giáo, rồi vân vân, đầy đủ các dịch vụ tiện ích phục vụ cho nhu cầu sống của mình ha. Tuy là địa chỉ đất của mình là thuộc xã Bình Giã thôi, nhưng mà nó sát với trung tâm của xã Quảng Thành ha quý anh chị, về trung tâm xã thì gần vài trăm mét thôi. Và trên cái trục đường này á, thì nói thời gian đỉnh đuổi đu theo cơn sốt thì nó tầm khoảng là gần 300 triệu trên 1 mét ngang hả quý anh chị. Và cái giá bây giờ thì nó càng ngày càng giảm rồi. Và cái thửa đất ngày hôm nay là cũng không ngoại lệ ha. Rồi sơ lược vậy thôi, bây giờ mời quý anh chị cô chú mình cùng xem hết cái video này để tham khảo chi tiết hơn nha. Tôi là Hoàng Duy, tôi thích review chia sẻ tất cả bất động sản. Đây là sổ của mình ha quý anh chị. Địa chỉ là thuộc xã Bình Giã, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, diện tích là 525m². Hình thức sử dụng riêng, mục đích sử dụng là đất trồng cây lâu năm ha, thời hạn sử dụng là đến năm 2043. Đó, và cái thời hạn này thì quý anh chị đến thời hạn mang sổ đi gia hạn thêm mục đích sử dụng ha. Còn đây là trích lục sơ đồ thửa đất của mình ở đằng sau trang tư ha quý anh chị. Thì đất của mình hiện tại đang xoay mặt về hướng tây, tây bắc ha quý anh chị. Nó lệch sang bắc một xíu. Rồi còn đây là toàn bộ thửa đất của mình nằm trên bản đồ quy hoạch ha. Thì mình là có ngang là 9m9 ha quý anh chị, 9m9 thực tế ha. Rồi sau cái cạnh bên này là 58, còn cái cạnh này là sau 49.9 là bắt đầu. Tới cái đoạn này là mình bị top hậu lại. Nói chung là mình cũng sâu tầm khoảng là 57-56m đó. Đó, hậu đằng sau của mình là còn 7m8 ha quý anh chị. Đó, top hậu lại còn như thế này ha. Rồi mở quy hoạch lên thì đất mình thì như là quy hoạch toàn bộ là đất ở tại nông thôn, chỉ một chút phía sau là quy hoạch đất trồng cây lâu năm thôi. Còn đường xá thì hiện tại là không có dính vào nữa ha, đường có mở rộng nhưng không lấy phần đất của mình nữa. Đó, toàn bộ quy hoạch trên con đường này ha. Đất của mình thì ranh giới rõ ràng rồi ha quý anh chị. Đó, thì ngang là mình có 9m9. Đó, nên trên bản đồ quy hoạch mà thực tế thì nó cũng gần 10m đó quý anh chị. Đó, thì mình nghe cây trụ bê tông nè, đổ ngang qua cái cây trụ điện này ha. Đó, tầm cây trụ điện này. Đầu khúc này ha là 9m9. Cái này thì ranh giới thì chưa có rõ ràng quý anh chị, mình mua về phải chủ đóng cọc đồ lại cho mình. Đó, ranh giới rõ ràng đầy đủ diện tích cho mình ha. Cái cạnh này sâu về sau á là 49.9. Là gần 50 ha. Cái cạnh bên kia là sâu về 58. Thì sâu tầm khoảng là gần 50m thì ở đằng sau nó bị top lại khúc còn 7m8 á quý anh chị. Đó, ở trong top ở khúc phía sau. Hơi bị lỗi phong thủy ở cái điểm này ha. Đây, còn đây là thửa đất của mình nằm trên bản đồ vệ tinh ha quý anh chị. Đó. Mình gần công ty chi nhánh gì vậy đây? Trách nhiệm hữu hạn Khung Kèo ha. Công ty cổ phần thương mại Tăng Ngọc Duy. Khúc này thì mình về trung tâm xã Quảng Thành ha quý anh chị. Ở đây có đầy đủ dịch vụ tiện ích cho mình ha. Đó, mình cũng rất là gần hồ Quảng Thành luôn. Tầm khoảng là hơn một cây số là mình về cái trung tâm đường chính ha. Còn mình đi ra quốc lộ 56 là mình đi theo tuyến Kim Long Quảng Thành này về thị trấn Kim Long tầm khoảng là 3 cây ha quý anh chị. 3 cây, hơn 3 cây gì đó. Còn đi ngược về cái tuyến đường của mình thì mình sẽ về trung tâm của xã Bình Giã. Đó, tầm khoảng là hơn 4 cây. Về trung tâm xã Bình Giã thì mình cũng đầy đủ dịch vụ tiện ích cho mình luôn. Đó, ở Bình Giã thì hiện tại cũng đang rất là phát triển ha. Còn về thị trấn Ái Giao thì tầm khoảng là 5 cây ha. Đó, trung tâm thị trấn Ái Giao. Vị trí thửa đất của mình mà về thành phố Bà Rịa về tới chợ Hòa Long thì mất tầm khoảng là 25 cây ha quý anh chị. Và biển Vũng Tàu thì mất tầm khoảng là 45-47 cây tùy vị trí ha, là bãi sâu ha quý anh chị. Còn vị trí thửa đất của mình mà ra quốc lộ 51 thì mất tầm khoảng là
27 cây á, tầm khoảng đó ha, 27 cây. Còn mà để về thành phố Hồ Chí Minh thì bên thẳng ha, trên cao tốc thì mất tầm khoảng là khoảng 70 cây nha quý anh chị, là về thành phố Hồ Chí Minh. Còn về đường xá thì đường này đường liên xã quý anh chị, chạy thẳng một chút đấy, vài trăm mét là về trung tâm của xã Quảng Thành rồi. Cái xã Quảng Thành với xã Bình Giã là cách nhau bởi cái cầu trước mặt nè quý anh chị. Đó, cái cây cầu này ha, đó là nó chia ranh giới ra giữa hai xã đó. Đường đó về Quảng Thành ha, còn quay ngược lại thì mình về Bình Giã thôi, về thị trấn Ngã Giao thì đi hướng này đó. Về Quảng Thành thì đầy đủ dịch vụ tiện ích cho mình rồi, ở đấy là khu trung tâm dân cư rất là đông dân ở khu vực đấy đó. Đường này thì đường hiện tại là lộ giới nó tầm khoảng là 12, 13 mét đó quý anh chị. Đó, rất là rộng rãi, xe container, xe gì cũng chạy được ha. Đường có đèn đường rồi luôn nè. Điện đài thì điện ba pha đồ có đầy đủ hết nha. Thì mình ở đó, khu vực này là có cái đường nước sạch luôn rồi nha quý anh chị, có hệ thống nước sạch luôn rồi đó. Còn dân cư ở đây thì nói chung cũng đông đúc rồi, dân cư ở hai cái dọc bên đường này rất là đông rồi nha quý anh chị. Thì quý anh chị vui lòng xem hết cái phần sâu ở trên Flycam á, mình sẽ thấy thực tế dân số hiện tại ha. Cái đất mình tự cai trụ điện này đổ lên ha quý anh chị. Đó. Thì đất thì hiện tại thì nó quá là rậm quý anh chị đó. Chủ để cỏ mọc thì đất thì em thấy sơ qua thì thế đất nó cũng bằng phẳng đó, bằng phẳng nha, không có thấp hơn nè đó, nhưng mà rộng quá chắc cũng không vào được. Nhưng mà chủ cam kết là đất này đất sạch không mồ mả gì nha, nếu mình mua thì có thể mà phát dọn lại sạch sẽ thì lô đất mình nó sẽ đẹp lên ha. Rồi bây giờ mời quý anh chị cô chú mình cùng xem một đoạn Flycam từ trên cao ha. Còn đây là toàn bộ thửa đất của mình nằm trên bản đồ quy hoạch ha quý anh chị. Đó, em sẽ quay từ phía đằng sau ra phía đằng trước. Đó, nhìn từ trên cao thì mình cũng thấy cái ranh giới trũng trũng phía dưới là của mình ha, là đất của mình. Đây là toàn bộ thửa đất của mình ha. Từ trên cao thì mình cũng thấy dân cư nó dọc hai bên đường hiện hữu ha quý anh chị. Đó, càng đổ về khúc Quảng Thành thì càng đông dân cư ha quý anh chị. Này, em sẽ xoay camera về hướng Quảng Thành ha. Đó, đây là toàn bộ khu dân cư Quảng Thành. Đây là vị trí Flycam cách thửa đất của mình tầm khoảng là 700m ha quý anh chị. Đó, bây giờ em sẽ đi về hướng Quảng Thành ha. Đi ngược lại là về Bình Giã ha quý anh chị. Thửa đất của mình ở phía bên dưới ha. Về đây thì dân cư ở hai bên đường rất là đông rồi, nó ở sàn sát nhau luôn ha. Trên cái trục đường này thì hiện tại người ta cũng kinh doanh rất là nhiều dịch vụ tiện ích cho mình ha quý anh chị. Đó. Đã về tới trung tâm của xã rồi ha. Đây là toàn bộ cái khu bàn cờ của xã Quảng Thành. Đó. Khu này người ta
làm đường bàn cờ nên quy hoạch rất là đẹp nha quý anh chị. Trước mặt mình là Hồ Quảng Thành ha. Rồi bây giờ em sẽ di chuyển bằng xe. Đó, đi ngang qua thửa đất của mình rồi hướng thẳng về Quảng Thành nha quý anh chị. Đây. Ngay đây là vị trí thửa đất của mình ha. Tuyến đường này người ta trồng cái cây hoa vàng vàng, cây này không biết gọi tên là cây gì nữa, nhưng mà cũng thấy cũng bắt mắt. Hai bên thì người ta kinh doanh cũng rất là nhiều dịch vụ tiện ích cho mình. Và để không làm mất thời gian của quý anh chị cô chú thì em xin báo về giá ha. Thì chú Thiện thì hiện tại đang rất là cần tiền và rao bán gấp cái lô đất này. Thì cái lô đất này là cái giá hiện tại chú Thiện đang rao là giá 180 triệu trên 1 mét ngang ha quý anh chị. Và cái giá này là cái giá còn thương lượng. Thì quý anh chị cô chú nào mà quan tâm về cái thửa đất này thì vui lòng liên hệ tới số điện thoại của em ha, để em cung cấp đầy đủ thông tin cho quý anh chị và có thể thương lượng cho quý anh chị một cái giá tốt hơn nữa ha. Và hiện tại thì ở trong giỏ hàng, ở trong Zalo của em cũng rất là nhiều cái sản phẩm bất động sản khác. Nếu quý anh chị cô chú không có hài lòng về những cái sản phẩm này thì có thể kết bạn Zalo để xem trực tiếp trên những cái sản phẩm ở trên Zalo của em ha. Và cuối cùng em cũng xin kết thúc video tại đây.